Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận một NFT Lockbot này bạn. Thì chương trình airdrop này nó chỉ dành cho 10.000 người tham gia đầu tiên các bạn nhận được NFT. Thì một NFT Lock chỉ giá là 25-165 đô nè bạn. Còn con Nomad Lock NFT này khoảng 25 đô nữa các bạn. Rồi, để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở được phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên visit website nè. Rồi các bạn đăng ký tài khoản nè. Các bạn có thể login bằng name email các bạn. Login bằng Twitter đi. Thôi các bạn, đây mình bắt đáp lại các bạn. Rồi, xem đầu tiên thì bạn điền email tên họ mình, gửi email mình, bấm vào continue các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Email password. Rồi các bạn login vào các bạn. Login subscribe. Rồi các bạn muốn vào visit website nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên. Rồi mình đây là một Twitter nè, tiếp tục follow Twitter nữa. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn, sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi bấm vào verify. Rồi tiếp tục like và tweet nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Các bạn like luôn các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào verify. Sao nhảy tào lao rồi tới. Các bạn bấm vào verify nè các bạn. Rồi tiếp tục tweet tăng 2 phim nè, 2 bạn nè. Bấm nhắm vào tweet nha các bạn. Rồi bấm đăng test luôn, coi gần tan luôn bạn. Rồi bấm verify nè. Tiếp tục join kênh Discord nữa nè. Discord trên sau đây bạn, join kênh group đi các bạn. Rồi trên kênh group các bạn join sao các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn join Discord nè. Trên Discord thì bạn nhấp vào phê duyệt các bạn. Rồi tất cả bạn bắt up lại đi các bạn. Sao dân tào lao luôn rồi. Sorry các bạn, trên Discord thì bạn chấp nhận là mờ các bạn. Vì cái máy các bạn nó nhảy tầm lâm. Discord. Rồi trên Discord thì các bạn kiếm từ server các bạn nhấp vào. Server đó ta. JSON. Rồi tất cả các bạn có thể chat câu thôi các bạn. Good airdrop, good đi. Rồi sau đó các bạn bấm up lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify này các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ Polygon Matic nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ ngay tại trên YouTube Collab mình nha các bạn. Giờ bạn sao chép nè. Rồi bạn dán vào rồi bạn bấm submit là xong nha các bạn. Rồi sau này để gì ta muốn sách cơ thứ kìa. Giveaway sao không có người máy. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vì vậy là xong rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.